Xin chào các bạn, trên tay mình hiện giờ là một chiếc HTC One và nó đang chạy bản Zen 5, phiên bản mới nhất từ HTC. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái thủ thuật để chúng ta có thể sử dụng Zen 5 một cách tốt hơn. Bởi vì hiện nay nhiều anh em cũng đã có được chiếc One rồi. Và Zen 5 trong thời gian tới cũng sẽ được cập nhật cho những máy của năm 2012, ví như là One X hay là One X cộng và Butterfly. Thì mình chia sẻ một số thủ thuật như thế này để anh em có thể sử dụng máy vui vẻ hơn và dễ dàng hơn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cách anh em có thể vô hiệu hóa tạm thời cái màn hình Blink Fit. Blink Fit là một tính năng mới trong Zen 5 mà HTC họ nói rất là nhiều về nó. Tuy nhiên Blink Fit nó không có cập nhật được một số cái nội dung tiếng Việt và nó hiện giờ cũng chưa thêm được một số nguồn tin RSS từ bên ngoài. Ví như bạn muốn xem tin của Tinh Tế bằng Blinkfeed thì chưa có cách nào hết. Do đó chúng ta có thể tạm thời vô hiệu hóa cái Blinkfeed này đi và chuyển thành cái màn hình home screen bình thường của Android, nơi mà chúng ta có thể tự do đặt widget hay là những cái icon như thế này. Thì để đặt lại home screen ở màn hình Blinkfeed, các bạn hãy kéo lên trên cùng cho nó hiện cái dòng menu này ra. Sau đó nhấn vào nút ba dấu chấm ở đây, chọn Customize Home Screen. Này, các bạn nhìn lên đây sẽ thấy một số cái home screen mà có sẵn. Mặc định có cái biểu tượng ngôi nhà nó đang nằm ở màn hình Blink Fit. Thì giờ mình sẽ chuyển cái biểu tượng nó qua đây bằng cách nhấn giữ cái màn hình home bình thường của mình. Sau đó kéo thả lên, chọn Set as Home. Đó. Các bạn thấy cái biểu tượng ngôi nhà bây giờ nó qua đây. Và bây giờ kể từ bây giờ trở đi, lúc mà mình nhấn nút Home thì mình sẽ quay lại cái màn hình chính như thế này. Và muốn truy cập Blinkfeed thì cũng rất là dễ, chúng ta chỉ cần kéo qua đây. Đó. Tiện hơn nhiều so với việc đặt Blinkfeed là màn hình chính rồi chúng ta phải kéo qua trái để mới thấy được cái màn hình home screen mặc định bình thường như thế này. Thủ thuật thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cách chỉnh lại số lượng ứng dụng trong App Drawer. Lúc mà mới mua về thì trong App Drawer của chúng ta mặc định nó HTC sẽ hiển thị dạng lưới là 3x3. Tức là cứ một trang mà chúng ta lật như thế này sẽ có 3, xin lỗi các bạn là 3x4. Cứ mỗi một trang lật như thế này sẽ có 3 biểu tượng hay hàng ngang và 4 biểu tượng hay hàng dọc. Thì mình thấy là những cái khoảng trống như thế này nó thừa, bởi vì nó làm tăng cái thời gian chúng ta tìm kiếm một cái app nào đó mà chúng ta muốn. Vậy thì mình có thể chỉnh lại dạng lưới cho nó dày đặc hơn. Chúng ta cũng kéo lên trên cùng của màn hình, nhấn vào menu, chọn grid size. Ở đây có 3x4 và 4x5 thì mình sẽ chọn 4x5. Đó, nó dày đặc hơn. Việc tìm kiếm một cái app nào đó sẽ nhanh hơn. Thứ ba mình muốn nói tới đó là hai cách chụp màn hình. Có thể một số bạn đã biết là trên kể từ Android 4.0 trở lên thì Google họ đã tích hợp sẵn khả năng chụp màn hình bằng cách nhấn cùng lúc nút giảm âm lượng, nhấn cùng lúc nút giảm âm lượng và nút Home. Đó. Giờ mình sẽ thử cho các bạn xem, nhấn hai nút này cùng lúc. Đó, nó đã chụp hình màn hình xong. Nhưng mà với những máy của HTC thì HTC có bổ sung thêm một cái cách chụp màn hình thứ hai nữa. Đó là nhấn kết hợp hai nút, vừa nút nguồn vừa nút Home của máy. Đó. Rất là nhanh. Vậy khi nào thì chúng ta cần sử dụng cách thứ nhất, khi nào sử dụng cách thứ hai? Thì theo mình thấy cách thứ nhất có thể sử dụng được bằng một tay. Hay là có thể đặt tay lên như thế này và nhấn hai phím cùng lúc là chụp hình. Mà có một số trường hợp, ví như mình đang bận phải giữ một cái biểu tượng nào đó dưới này và việc sử dụng như thế này nó sẽ rất là vướng, thì lúc đó chúng ta có thể dùng nút Home kết hợp với nút nguồn là cách chụp của HTC. Thủ thuật thứ tư mình muốn nói tới là chụp ảnh bằng phím volume. Ở trong bài viết bên dưới thì bạn sẽ thấy được đường link để tải về cái file zip, flash file zip này. Thì cái trình camera mặc định của máy sẽ có thể chụp bằng phím hai phím tăng giảm âm lượng. Cách này nó rất là phù hợp cho những bạn muốn chụp hình bằng phím cứng. Tại vì HTC One và những cái đời HTC trước như One X hay là Butterfly, One X cộng thì HTC họ cũng không có tích hợp cái phím cứng.
Nên sẽ cho các bạn xem. Chạy app camera lên. Bình thường là chúng ta phải nhấn biểu tượng này mới chụp được. Còn bây giờ mình có thể sử dụng ngay phím camera, phím volume trên này. Đó. Mình có thể chụp được bình thường, rất là hay, rất là nhanh. Nhấn giữ và chụp liên tục. Thì cái này lúc mà nhấn giữ vào phím volume á, nó chỉ chụp liên tục cho chúng ta thôi, chứ còn muốn các bạn muốn chụp burst thì bắt buộc vẫn phải dùng phím mềm như bình thường. Đó, cái này là chụp burst nè, thì chỉ có phím mềm mới sử dụng được. Ngoài ra ở phần camera mình cũng có một số thứ muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất đó là cách hiện cái lưới bố cục. Như các bạn thấy trong hình này là có cái lưới để chúng ta có thể canh bố cục, có thể đưa chủ thể vào ngay 4 cái điểm mạnh này, hoặc là canh 2/3, 1/3 tùy các bạn. Thì để hiện cái lưới này ra, chúng ta có thể nhấn vào nút menu ở đây, cuộn xuống dưới và chọn grid, bật on lên. Ở ngay bên trên này còn có tùy chọn là lock focus in video, có nghĩa là trong lúc quay phim nó sẽ lấy nét một lần đầu và khóa nét luôn kể từ lúc đó. Cái phần lock focus in video này thích hợp để chúng ta quay những cái cảnh mà có nhiều người qua lại nhưng vẫn muốn lấy nét vào đúng một chủ thể mà chúng ta đã xác định từ trước. Nếu bỏ đi thì nó sẽ tự lấy nét lại. Nếu mà camera thấy là có một số vật thể nào đó lạ bước vào khung hình. Ở bên trên có phần shutter option. Mình muốn nói tới mục tích to capture mặc định trong máy thì chúng ta chỉ có thể nhấn một cái là để lấy nét, sau đó phải nhấn thêm phím chụp hình để bắt đầu máy nó chụp lại cái hình đó. Nhưng mà với cái touch to capture bật lên như thế này thì mình có thể nhấn vào máy tự lấy nét rồi chụp luôn. Cho các bạn xem thử. Đó. Chụp luôn. Thì touch to capture nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một thao tác so với bình thường là nhấn và chụp thôi, không có cần phải thêm một lần chạm vào nút camera nữa. Ở trong ứng dụng camera mặc định này cũng có tích hợp một cái tính năng tên là auto upload, cũng nằm trong menu và auto upload. Thì cái tính năng này nó sẽ tự động tải cái ảnh mà bạn mới vừa chụp xong lên Flickr. Đây mình có kết nối sẵn với Flickr for HTC Sense. Còn nếu các bạn mới vừa sử dụng thì các bạn sẽ phải đăng nhập. Ở đây mình có phần frequency là để tinh chỉnh tần suất đăng cái hình lên trên mạng. Ở đây mình có thể chọn immediately, tức là vừa chụp xong nó sẽ tải ngay lập tức lên mạng luôn. Daily là tải mỗi ngày. Và wifi only là chỉ tải lên khi nào có kết nối wifi. Thì mình nghĩ các bạn nên chọn wifi only nếu như không có muốn tốn quá nhiều tiền 3G. Còn bạn nào xài 3G kiểu thuê bao thì thoải mái luôn. Cái tính năng kế tiếp mà mình muốn nói tới đó là video highlight. Đây là một tính năng mình rất là thích ở trong HTC Sense. Nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một đoạn video ngắn 31 giây từ những tấm hình chụp sẵn trong máy rồi. Và trong đoạn video này sẽ có nhạc nền, rồi sẽ có hiệu ứng màu sắc rất là vui. Như bạn đi tới một bữa tiệc, bạn có thể chụp ảnh của bữa tiệc đó xong dựng ra một đoạn video 30 giây và chia sẻ ngay lập tức lên mạng cho mọi người xem, rất là hay. Video mà có lồng nhạc này kia vô thì nó sẽ sinh động và vui vẻ hơn rất là nhiều so với việc bạn chỉ chia sẻ những cái bức ảnh tĩnh. Và để tạo video highlight thì chúng ta cần phải vô ứng dụng gallery mặc định của máy. Chọn vào phần event. Ở đây gallery nó sẽ tự động sắp xếp sẵn một số cái ứng dụng theo thời gian và sự kiện. Thì cái việc tự chọn này sẽ do gallery hoạt động tự làm và chúng ta không có phải suy nghĩ tới nó nhiều. Như đây mình sẽ chọn sự kiện này. Rồi. Đó, các bạn thấy ngay ở trên cùng là cái đoạn video highlight. Nó sẽ tự chuyển qua, thấy không? Đây là đoạn HTC dựng sẵn, chúng ta có thể tùy biến được nó nữa. Bên dưới này là hình của cái sự kiện đó, chúng ta có thể xem hình như bình thường. Đó.
Ngay bên trên này có video highlight để tinh chỉnh lại cái video này theo đúng với cái sở thích của bạn, thì hãy chạm vào nó. Đây là đoạn video mẫu. Đó. Rất là vui các bạn thấy không? Mình có thể chọn những cái hiệu ứng khác nhau nữa, hiệu ứng màu sắc, có nhiều cái rất là đẹp. Nhạc cũng, nhạc mà HTC chọn sẵn cho chúng ta cũng rất là hay. Thì để tinh chỉnh lại cái video này cho đúng với sở thích của mình, thì bạn có thể nhấn vào nút Shuffle này, nó sẽ chọn lựa lại ngẫu nhiên một số cái hình ảnh rồi xuất ra đoạn video khác cho bạn, nếu những tấm hình trong này bạn không thích. Rồi nhấn vào nút Edit ở đây thì bạn có thể chọn được hiệu ứng, nhiều hiệu ứng màu sắc. Ứng với mỗi hiệu ứng này cũng sẽ có nhạc khác nhau. Ví như mình chọn hiệu ứng này, đó, nhạc khác với khi nãy. Lúc mà đã vừa ý rồi á, thì bạn có thể nhấn vào nút menu ở đây và chọn Save là đoạn video này sẽ được xuất ra. Còn nhấn Share ở đây thì nó sẽ chia sẻ lên cái dịch vụ HTC Share. Còn mục Select Content sẽ cho phép chúng ta chọn những cái nội dung nào được phép xuất hiện trong cái video highlight. Đó, ví như mình chỉ chọn những tấm này thôi. Rồi mình bỏ mấy tấm, một số tấm này. Bỏ bớt cái này và chọn video này. Rồi nhấn Next. Đó, thì cái những cái nội dung mà bạn vừa chọn nó sẽ xuất hiện trong cái đoạn video highlight. Rất là tuyệt vời. Ở trong Sen 5, trình duyệt mặc định của Sen 5 HTC, họ có tích hợp sẵn một cái tính năng rất là hay tên là Article View. Thì nếu bạn nào đã từng sử dụng iOS hoặc là Mac rồi thì tính năng Article View này nó giống với lại Reader của Safari. Tức là nó sẽ lọc ra được một cái nội dung chính của trang web và hiển thị cho chúng ta xem. Ví như ở đây là một trang báo và có nhiều nội dung, nhiều chữ, rồi một số cái biểu tượng logo này kia. Thì bây giờ mình không thích, mình chỉ thích xem nội dung chính của cái bài báo này thôi. Các bạn hãy để ý ở trên thanh địa chỉ này có một cái nút 4 mũi tên, nhấn vào đó là Article View. Đó. Thì nội phần, các bạn thấy không, phần nội dung chính nó đã được hiển thị sẵn hết ở đây. Và những cái logo và hình ảnh thừa nó đã bị loại bỏ hết. Mà cái đoạn video chính trong phần nội dung thì vẫn xuất hiện. Và những hình ảnh chính bất kỳ cũng có mặt ở đây luôn. Nó giúp chúng ta tập trung hơn vào những cái nội dung mà chúng ta đang xem. Và rất là hữu ích khi đọc báo hoặc là đọc truyện online. Ở trong bản cập nhật Android 4.2 mới nhất cho HTC One thì HTC họ có tích hợp một cái menu, một cái mục tùy chỉnh để chúng ta tinh chỉnh lại cái hành động của nút Home. Mục đó bạn có thể truy cập ở phần Setting, chọn vào Display Gesture and Button và phần Home Button. Nhưng vào đây chúng ta sẽ có hai tùy chọn, đó là Swipe Up or Press and Hold for Google Now. Tức là bạn có thể nhấn giữ hoặc là nhấn chạm vào nút Home rồi trượt lên để kích hoạt Google Now. Hoặc là bạn có thể chọn mục thứ hai, Swipe Up for Google Now, Press and Hold for Menu. Tức là trượt lên để kích hoạt Google Now, còn nhấn giữ để kích hoạt menu. Tính cái phần tùy chỉnh mới bổ sung này nó sẽ giúp cái menu đen đen ở trong ứng dụng Facebook và một số ứng dụng cũ khác biến mất, bởi vì nút menu hiện giờ đã được thay bằng thao tác nhấn và giữ nút menu. Cũng trong bản Android 4.2 mới này có một phần rất là hay tên là Quick Setting. Đó là tính năng mà Google họ tích hợp, họ nhúng sẵn vào hệ điều hành luôn, chứ không chỉ của riêng HTC. Bất kỳ máy nào chạy Android 4.2 cũng có. Để kích hoạt Quick Setting thì chúng ta có thể sử dụng hai ngón tay và trượt từ trên xuống. Đó là màn hình Quick Setting nó sẽ hiện ra. Tại đây bạn có thể chỉnh được độ sáng, truy cập nhanh vào phần Setting, rồi tắt mở Wi-Fi, Bluetooth,
chế độ tiết kiệm pin, wifi hotspot, rồi xoay màn hình, phím tắt để chụp màn hình, vân vân. Bình thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng một ngón để gọi notification xuống. Còn bây giờ nếu bạn sử dụng hai ngón thì sẽ là quick setting. Một ngón, hai ngón. Cũng ngay trong cái màn hình notification này có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây, nhấn vào nó sẽ tự lật qua trang quick setting. Bạn có hai cách để làm, thích cách nào sử dụng cách đó. Ngoài ra một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa với người sử dụng HTC One, đó là khi bạn cần trao đổi dữ liệu thông qua kết nối NFC thì do cái anten NFC của máy được bố trí ở khu vực cạnh camera này, do đó lúc mà bạn áp cái lưng của HTC One vào máy của người khác thì các bạn lưu ý là sẽ đặt lệch một chút. Đó, đặt lệch như thế này để chiếc Nexus 4 cái anten nó được đặt ngay giữa. Do đó nếu mà bình thường thì chúng ta chỉ cần áp hai máy lại với nhau, lưng đối lưng như thế này là xong. Nhưng mà với HTC One á, thì phải lệch xuống một chút. Sẽ cho các bạn xem. Rồi, video vậy đi. Bình thường nếu ốp vào như thế này thì hai máy nó sẽ kêu lên là đã kết nối NFC. Nhưng mà ở đây các bạn thấy mình áp vô mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mà nếu mà mình đặt lệch một chút, đó, nghe âm thanh báo hiệu đó. Và nhấn giữ là để truyền được. Các bạn nhớ là phải đặt lệch một chút như thế này nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn.